Theo yêu cầu của tất cả các bạn thì ngày hôm nay mình đã tạo ra một cái kênh chuyên làm về vlog, trò đùa, ăn uống và phá phách. Thì ngay bây giờ các bạn hãy nhìn bên góc bên này sẽ có một cái kênh có tên là Thiện. Đó là cái kênh mới của mình. Thì cái kênh này mình sẽ làm về vlog, trò đùa, ăn uống và phá phách. Nói chung là những cái thứ mà mình thích mình sẽ đăng lên cái kênh đó. Còn cái kênh này thì mình vẫn quay video game mỗi ngày cho các bạn xem. Và nếu các bạn thích mình làm về vlog, trò đùa, ăn uống, phá phách thì ngay bây giờ các bạn hãy qua cái kênh Thiện này và đăng ký kênh. Cùng với đó là bấm vào cái chuông để nhận được những cái thông báo về video mới nhất của mình. Thì cái kênh đó mình đã đăng một cái video rồi. Và ngay bây giờ thì mình sẽ để cái đường link của cái video đó ở dưới phần mô tả và dưới phần comment. Các bạn hãy kéo xuống và bấm vào cái link đó. Cùng với đó là hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Vì mình đã làm theo yêu cầu của bạn là tạo ra một kênh làm về vlog rồi nha. Nhớ ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn tới nhà cô giáo chủ nhiệm của mình. Để làm gì? Để chúc Tết cô. Mong là sẽ nhận được tiền lì xì. Tại vì mấy ngày nay Tết mà mình quên là mình phải chúc Tết cô giáo nữa các bạn ơi. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn tới chúc Tết cho cô giáo chủ nhiệm. Và nếu mà được nhận tiền lì xì mà nhiều tí thì mình sẽ chia cho các bạn. Còn nếu ít quá thì thôi để mình giữ lại một mình xài thôi. Chứ có đâu mà chia. Ok thì nói cho các bạn biết là cô giáo chủ nhiệm này là một cô giáo rất là hiền và rất là dễ thương luôn. Cô gọi là cô rất là thích mình luôn các bạn, cô rất là thương mình. Mỗi lần mà mình không thuộc bài chưa bao giờ cô la mình hết. Cô cũng chưa bao giờ mà gọi là đánh mình Cô chỉ nói mình là em chưa học bài thì ra ngoài góc lớp úp mặt vô tường đứng ở đó thôi, chứ cô chưa bao giờ làm gì mình hết. Rồi thôi nghe, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu lên đường để kẻo trễ các bạn ơi. Ok, let's go. Đây, cô giáo chủ nhiệm của mình đây, cô đang uống cà phê hay là cái gì đó. Ok, bây giờ thì mình đã tới nhà cô rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào nhà của cô và chúc Tết cô nha các bạn. Mong là cô sẽ lì xì cho mình. Còn nếu mà không lì xì thì nói chung là mình quá nhỏ. Rồi bây giờ thì từ đi vòng quanh coi. Có một cái chìa khóa gì này. Lượm cái chìa khóa nè. Rồi bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục vào nhà cô thôi. Ok, cô rất là thương. Bấm chuông kêu cô mở cửa. Bấm chuông cái nữa nè. Bấm chuông cái... Ý, cô kìa. Cô đang xuống kìa. Ok, để mình vô mình chúc Tết cô để cho cô lì xì nha các bạn. Rồi, chờ năm mới con chúc cô. Ôi, cái gì vậy? Quay, sao tự nhiên vô chúc cô mà cô dí mình như vậy? Quay, cô ơi, cô. Là hảo, sao cô đánh mình? Ủa, mình chúc Tết cô mà cô làm gì vậy? Hả? Cô làm gì vậy? Mình có làm gì đâu. Mình vừa mới tới nhà, mà các bạn thấy là mình bấm chuông thôi. Rồi sau đó mình mở cửa ra, chưa cái gì hết là cô đã dí theo cô đánh mình rồi. What the hell, cái chuyện gì đi xảy ra vậy ta? Ok, lại đi, chắc hồi nãy là mình mở cửa ra, cho nên là cô bực mình là đúng rồi. Bây giờ mình chỉ cần bấm chuông thôi. Ok, ủi khóa cửa luôn kìa. Cô khóa cửa luôn rồi. Cái gì kỳ vậy? Hồi nãy chỉ lỡ tay mở cửa thôi mà bây giờ cô khóa cửa. Đây, cô ra rồi. Xin chào cô, năm mới em tới chúc Tết cô. Ok, cô ra rồi. Em chào cô. Ui. What? Mình vừa mới chào cô, cái cô quất mình luôn rồi. Ok, được rồi. Lần này là mình sẽ không có gọi là chúc Tết cái gì nữa hết. Bước thẳng vô nhà luôn. Lần này mình sẽ cho cô tới nhà chúc Tết thì hả? Chưa cái gì đánh người ta. Ai đã làm gì? Ok. Cô đi vào. Cô vô nhà nha. Rồi, mình sẽ lấy cái bẫy này. Ok. Cô không thấy mình luôn cơ. Ok, cô không thấy mình luôn. Rồi, bây giờ mình cần phải tìm một cái kim rút. Một cái kim. Có cái kim ở đây rồi các bạn Ok, mình đã thấy được cái kim rồi. Yeah, bây giờ mình sẽ phải đặt cái kim này lên cái ghế sofa. John cô, lấy cái cây kim này nè, đặt lên cái ghế sofa để John cô các bạn Cô đang, cô đang múa quạt không phải, cô đang lau chùi bàn ghế. Chứ phải cô đang múa quạt, tưởng cô múa quạt chứ. Ok, đặt lên. Thích. Cô ra rồi. No. Ở cửa đâu, cô đang ra, các bạn nhìn góc trái các bạn sẽ thấy cô đang đi ra phòng khách để coi cô rồi. Ê cô kìa. Ui. Các bạn thấy không, nè đó, thấy chưa, các bạn thấy chưa, cô lên lầu đi cô ơi. Ê cô không thấy mình đâu, ý cô không thấy mình thiệt kìa, cô không thấy mình. Yeah, được rồi, cô vô phòng rồi. Ê, dạ. mình quên đặt lên cái ghế sofa. Mình phải đặt lên cái ghế sofa nè. Đó, rồi sau đó mình lấy cái gì đó mình che lại. Mình lấy cái tấm thảm này mình che lại được không? Nhanh, cô ra rồi. Chạy. Ok. Nấp vô. Nhanh. Yeah, cô lên lại ghế sofa cô ngồi. Rồi, ok. Mong là cô sẽ gọi là bị em...
Cô đã bị chích nghe mông rồi. Ok, ai biểu tới chúc Tết để nhận tiền lì xì, không lì xì thì thôi, còn đánh người ta nữa. What? Nhà của cô sao dụng cụ gì mà đáng sợ vậy ta? What? Dụng cụ gì mà đáng sợ vậy các bạn? Cô đang lau chùi những cái dụng cụ đó. Bây giờ là mình cần phải tìm cái con mèo đã bị cô nhốt. Lần này là mình giải cứu con mèo hả? Trời ơi, cô ơi là cô ơi, tại sao cô lại nhốt con mèo là sao? Con mèo rất là dễ thương luôn á. Bạn nào mà nuôi mèo là chắc chắn các bạn sẽ biết là con mèo rất là dễ thương. Được rồi, bây giờ á, cô mà đã bắt con mèo thì mình phải tìm cách mình giải cứu cho con mèo. Bấm chuông cái nè. Bấm chuông. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ lên lầu. Ok. Rồi cô ở dưới nhà rồi, mình bấm chuông rồi, cô đâu biết mà giờ con mèo ở đâu ta? Chết rồi. Bây giờ what? Mình bấm chuông rồi mà. No. Ok, cô không thấy mình. Cô đứng im rồi, cô đứng im rồi. Đóng cửa lại. Ở đây có một cái chìa khóa nè. What? Mình bấm chuông mà sao cô không nghe hả? Cô bị lãng tai rồi. Đậu phòng. Làm hết rồi. Ủa cái phòng này hồi nãy cô nè. Cái cô vô nè. Trời ơi, phòng gì mà mũi tên rồi bẫy tùm lum tùm la trong đây. Đáng sợ thiệt. Thôi ra. Ra lại đi. Chạy đi cái thằng ngu này. Ok. Cái này cái tủ này bị khóa rồi. Mà cái chìa khóa này màu đỏ không có mở được. Đây là cái toilet đúng không? Ok. John Cole nào. Chúng ta hãy cùng John Cole nào. Chúng ta cần phải tìm ra cái ổ khóa màu đỏ. Cái này là ổ khóa màu xanh lá, không mở được. Mình phải cần tìm ổ khóa màu đỏ kìa. Rồi ok, lấy cái bình này. Lấy bình này uống vô cho nó có sức mạnh, gọi là sức mạnh của Superman. Mình chạy cho nó lẹ, khi mình bay được luôn á. Ê, tủ màu đỏ nè, Khoan, mở tủ ra. Có mèo không? Cô đang nhí sau lưng kìa, đậu phộng, chạy đi, chạy tụt quần đi. Oh my god. Ủa, cô bên kia mà. Ôi, làm hết hồn. Cái gì vậy? Tủ nào có con mèo trời? Hồi nãy mình thấy cô vô cái phòng nào mà có cái tủ có con mèo các bạn? Phòng nào ta? Chắc chắn là chỉ có những cái phòng trong đây thôi. Bây giờ mình tìm không ra được. Ức chế thiệt chứ, cay thiệt. Chết, cô đang lên lầu kìa. Cô đang lên lầu kìa, đóng cửa lại, cay thiệt chứ. Cay cú thiệt luôn á. Lụm ngôi sao, Rồi ok. Ý, cô không phát hiện mình, hình quá cô không phát hiện cái mình. Đây, cái tủ màu đỏ, cái tủ chìa khóa màu đỏ. Ơi, sao dùng cái quai vậy, cái thằng ngu này, sao bị dùng cái quai. Rồi xong luôn rồi, bây giờ không lụm lại được rồi, xong luôn. Rồi lụm được rồi, ok. Wow, cô từ từ, coi cô ở đâu đã. Rồi, từ từ nha. Không. What, tại sao nó lại quăng cái quai nữa rồi. Mình không biết là nó ngu đến vậy luôn á. Chết rồi cô. Đậu phòng cái tập này nó ngu tiệt luôn các bạn. Chết tôi rồi, tôi không nhớ cái phòng. Cái này là toilet. Cái phòng nào ta? Oh my god, có phải cái phòng này? Hình như là phòng bên này. Ê, bên kia. Phòng bên kia phải. Chạy nhanh lên, cô xuống kia, cô vô. Đây. Ok, lần này mở khóa nha. Rồi ok, mở tủ coi. À, con mèo rồi. Chết, cô phát hiện cái con kia. Mở cửa. Chạy. Ok. Yeah. Ok, cô phải. Oh yes, hay quá. Trời ơi, sếp tí là bị cô bắt rồi. Hên quá. Hôm nay là sinh nhật của cô giáo. Wow. Sinh nhật cô giáo trong ngày Tết luôn hả? Và mình phải làm cái gì đó. À, mình cần lấy pháo hoa đặt vào cái bánh sinh nhật. Là cái này trôi hơi bị ghê nha. Cái này trôi hơi bị ghê nha. Rồi ok, mình đã hiểu rồi. Bây giờ là cô đang đành cầm cái bánh kem đó, cô đem ra ngoài mà không biết cô đem đi đâu đây. Ok, để coi cô đem đi đâu đã. Hình như là cô ra ngoài rồi. Khoan đã, để mình coi đã. À, cô bên kia không? Cô đem cái bánh kem ra ngoài phòng khách quá. Mình nghĩ là như vậy. Để mình coi. Đúng không? Chuẩn luôn các bạn ơi, chuẩn. Cô đang đem ra phòng khách nè. Đó, cô đặt cái bàn nè các bạn. Đó, các bạn nhìn bên góc bên trái các bạn sẽ thấy. Rồi, cô đặt cái bàn rồi, bây giờ mình sẽ bấm chuông cái. Pim. Rồi, cô mở cửa rồi. Mở cửa rồi, ok. Bây giờ là mình sẽ vô cái gọi là phòng ăn. Nhanh. Cô phát hiện ra bây giờ. Cay lắm. Nãy là, nói chung là mình hơi bị cay cái vụ kia rồi đấy. Mình khá là ức chế. Rồi, phòng ăn rồi. Phòng ăn là cái nào ta? Hình như là cái chỗ này đúng không? Ý không phải. Chết rồi. À, phòng ăn bên đây. Nhanh, cô đứng ngoài cửa kìa. Này đứng ngoài cửa. Cô không biết gì đâu. Ok, rồi. Bây giờ là mình cần phải tìm một cái pháo hoa.
một cái pháo hoa đấy, gọi là hả, cho cái bánh kem ô cô. Đây rồi, đúng không? Ôi chết rồi, mình lỡ bật lửa rồi, đậu phộng, mình ngu rồi, mình bật lửa lên luôn chứ. Mình bật cái bật bếp lên. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái pháo hoa này mình đặt vào cái bánh kem, ok. Rồi nhưng mà khoan, từ từ để coi cô đâu đã. Cô ở đâu cái đã. Từ từ. Bây giờ mình lú đầu ra là bị hốt liền. Cô kìa, cô đang đi. Cô đang đi bên kia. Mình sẽ phải lặng lẽ. Ok, lặng lẽ thôi. Lặng lẽ xuống thôi. Ok, cô đang vô nhà bếp. Rồi, nhanh. Đặt vô. Rồi, ok, bây giờ là mình sẽ chạy đi chỗ khác để cô ra lấy bánh kem cô ăn. Rồi xong, để coi là cô có gọi là happy birthday được hay không, hay là nó là bắn bùm bùm. Bây giờ mình cần phải làm gì ta? Bây giờ mình phải làm sao để nhìn cho nó giống là một cái cây đèn cây. Nhìn lên. Bây giờ là mình cầm cái pháo hoa trước cái đã. Cô cầm cái bánh kem ra ngoài cửa luôn rồi thì vãi trưởng thiệt chứ. Rồi nhanh. Úi lại quăng rồi, cái thằng ngu này sợ nó thiệt luôn á, mình sợ nó thiệt luôn á. Ok. Ủa cái bánh kem của cô quăng đâu rồi? What? Cô quăng cái bánh kem ra ngoài đường, ra ngoài cửa sổ luôn rồi. Cô tức quá, cô quăng bánh kem ra ngoài cửa luôn rồi. Ok, cô phải không? Để mình coi có phải không. Tại sao cô phải lên quăng cái bánh kem ra ngoài cửa luôn vậy? Phải rồi. Ok, như là cô đem nhà rồi, ok. Bây giờ là mình đang cầm trên tay đó là một cái pháo hoa, cái pháo nổ các bạn. Ok. Oh, what? Cái bánh kem của cô rồi. Mình không thấy nằm trên bàn. Oh what, cái bánh kem rồi. Kìa, cô lấy bánh kem rồi. Nhanh. Núp vô đi. Cô lấy bánh kem rồi, hồi nãy cô cái bánh kem của cô thì cô dùng đi đâu á? Chắc là mình bấm chuông cái cô ra không thấy ai, cái cô quăng cái bánh kem luôn. Cô làm lại cái bánh kem khác. Cuối cùng cô cũng đã đặt cái bánh kem xuống rồi. Bây giờ thì mình núp ở đây. Ơi cô đừng có thấy con nha. Con không biết gì đâu á. Con chỉ vô tham quan rồi, con vô chúc Tết mà không được tiền lì xì gì hết. Chưa kịp chúc là đã bị đánh rồi. Sao nhớ là cô thương mình lắm mà ta, cô bây giờ đánh mình đâu. Cô chỉ gọi điện cho phụ huynh mình khi mà mình không thuộc bài thôi à. Mình lắm mà ta. Cái này phải bò lết. Cẩn thận. Ê, cô đang nhìn kia. Rồi, ok, lết thôi. Mình cứ bò, mình lết. Cứ từ từ mình cũng tới à. Mình không cần phải hấp tấp. Nhanh nha. Vô nhà, vô phòng đi cô ơi, cô à. Dạ, cô vô phòng rồi, nhanh. Cơ hội của mình đã tới. Bây giờ là mình cần phải đặt cái này vô cái đã. Đặt vô rồi, sau đó mình sẽ làm cho nó giống như là một cái gọi là cái đèn cây. Ok, bây giờ là mình sẽ chạy ra ngoài và xem coi là cô tổ chức sinh nhật bằng pháo hoa như thế nào. Ok, cô đang đốt pháo hoa kìa các bạn. Cô đang đốt đèn cây các bạn ơi. Cô đang đốt đèn cây kìa. Alright. Khoan. What? Không thành công luôn. Wow. Ở sao cô phát hiện ra đó là cái cây pháo hoa vậy ta? Để mình coi là có sai sót gì hay không. Có lẽ là lúc mà mình đặt cây pháo hoa thì nó có sai sót gì đó. Ok, cô đang ngồi ở đâu vậy ta? Ok, cô vô phòng ngồi rồi. Bây giờ thì mình sẽ đặt cái pháo hoa này lên đây. Rồi sau đó... cái pháo hoa hồi nãy là cái pháo hoa màu xanh lá chứ không phải là màu cam. Hồi nãy mình làm màu cam đúng không các bạn? Đây, đúng rồi, xanh lá nè, đó. Cái đó mới đúng là cái pháo hoa mà mình phải đặt vô. Tại vì cái đèn cây hồi nãy là màu xanh dương. Màu xanh dương chứ lộn. Mà mình đặt vô hồi nãy là cái cây pháo hoa màu cam. Thì cô phát hiện ra đúng rồi. Bây giờ để thử coi thật sự là như vậy không. Come on nào. Cô ơi. Nhanh nào cô ơi. Rồi cô ra ngồi ghế rồi. Đấy. Ui cô đốt rồi, lần này cô đốt rồi các bạn ơi. Đốt pháo hoa nào. Đốt đèn cây. Happy birthday bum bum. Nè, happy birthday bum bum. Anh kem đầy mặt luôn các bạn ơi, quá trứng. Ok. Và vừa rồi là mình đã tới nhà và chúc Tết cô giáo chủ nhiệm. Nhưng các bạn cũng đã thấy là cô không chào đón mình, cho nên là mình mới join cô. Ok rồi, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cùng với đó xem mình cao bao nhiêu cao nếu là fan chân chính của mình nha. Rồi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.